Ok, xin chào tất cả mọi người, trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi. Thì hôm nay em Long Bùi sẽ lên cái UV Fitman 301 dòng chính hãng cho một người anh ở thành phố Thủ Đức luôn ha. Đây là một cây mình sẽ lên. Đây, mình sẽ setup lại hết luôn ha trên cái đàn này. Ok ha mọi người. Đây là dàn tút dàn phím của cái đây, mình cũng sẽ lên chấp lại. Ok, đã hoàn thành cái đây. Every Fitman 301 ha. Chấp lại phần ngựa action phím tút. Ok,